Thưa quý vị và các bạn, Internet là một thành tựu huy hoàng của thời đại công nghệ. Nó mang đến cho cuộc sống rất nhiều lợi ích. Song khi nhìn từ những góc khuất thì cũng sẽ thấy không ít những điều nguy hiểm. Mà một trong những điều dễ nhận thấy nhất đó chính là game online. Phiêu lưu trong thế giới ảo của game một cách quá đà, nhiều bạn trẻ đã bị cuốn đi và đang tự biến mình trở thành những con nghiện. Và hậu quả đó chính là sa sút về học tập, những biến đổi về tâm lý và có không ít bạn trẻ nghiện game đã và đang rơi vào con đường giết người cướp của. Vậy thực trạng của vấn đề này ở trên địa bàn tỉnh ta là như thế nào? Nguyên nhân có phải hoàn toàn do các bạn trẻ, vai trò của các cơ quan chức năng, gia đình và nhà trường như thế nào? Tất cả những câu trả lời cho các câu hỏi này sẽ có trong chương trình cùng bàn luận với đề tài Giới trẻ và game online ngày hôm nay. Trước tiên thì xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình của chúng tôi. Anh Nhữ Văn Cường, Chánh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông. Thầy giáo Đào Quang Bình, giáo viên môn toán, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông Văn Giang. Và vị khách thứ ba của chúng ta ngày hôm nay là sinh viên Phạm Quang Khải, từng là một game thủ và ngày nay thì em đã làm sinh viên của Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Thay mặt những người làm chương trình thì xin được cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của các vị khách mời. Và trước khi bước vào buổi trao đổi ngày hôm nay thì xin mời các vị khách cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn về thực trạng giới trẻ chơi game trên địa bàn tỉnh ta hiện nay, phóng sự do nhóm phóng viên của chương trình thực hiện. Đây là một quán game bên cạnh chợ Phổ, thị trấn Khoái Châu. Một căn phòng chưa đầy 120m² với hơn 20 dàn máy. 3 giờ chiều, không khí chật chội nóng bức, nhưng hình như mọi game thủ ở đây không nhận thấy điều đó. Tâm trí sức lực họ dồn hết vào những hình ảnh đang chuyển động trên màn hình máy vi tính. Không chỉ vậy, còn một đặc điểm chung nữa của tất cả các học sinh ở đây, họ rất thích chửi thề, văng tục và nói bậy. Theo chủ quán game cho biết, đối tượng đến đây chơi game chủ yếu là học sinh của hai trường Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu và Trung học Phổ thông Khoái Châu. Lúc bắt đầu vào giờ học cũng là lúc học sinh đến chơi đông, và khi tan học cũng là lúc các học sinh này đứng dậy ra về. Chỉ tưởng có học sinh nam mới trốn học bỏ tiết để chơi game, nhưng đến các quán game mới biết không ít game thủ là học sinh nữ. Đây là một quán game bên cạnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hương Yên. Quán mở cửa 24/24 giờ, rất nhiều sinh viên chơi thâu đêm suốt sáng. Cá biệt, có những sinh viên chơi 3-4 ngày đêm. Chính vì vậy, không ít quán game còn phục vụ đồ ăn thức uống ngay tại quán. Những năm trở lại đây, các loại hình game online đang bùng nổ trên thị trường một cách mạnh mẽ. Hàng loạt các loại game ra đời như Đế chế, MU, Thế giới hoàn mỹ, Thiên Long Bát Bộ, Audition, Võ Lâm Truyền Kỳ. Trong đó, game chiến, game đế chế hay đột kích vẫn thu hút được giới trẻ nhiều hơn cả vì nó liên quan đến bạo lực, kích thích phiêu lưu, đưa lại cảm giác mạnh cho người chơi. Theo một cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện tại hai thành phố lớn, tỷ lệ chơi game online trong ngày thường của học sinh bậc trung học phổ thông tại Hà Nội là 76,6% và thành phố Hồ Chí Minh là 88%. Con số này đang phát triển theo cấp số nhân và tỉnh ta cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho ông Nhữ Văn Cường, Chánh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông. Thưa ông, là ông có thể cho khán giả được biết rõ thêm game online là gì và tại sao nó lại có sức hút đối với giới trẻ như vậy ạ? Game online game gọi là theo được dịch sang là trò chơi trực tuyến. Nó là cái loại hình trò chơi trên mạng internet có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet và cũng dịch vụ game. Và có sự tương tác giữa người chơi với người chơi. Online game có sự thu hút với giới trẻ thì có một số nguyên nhân sau. Thứ nhất là như các bạn đã biết trên phóng sự vừa rồi thì là có cái các cái nhà sản xuất game là đều thiết kế game là có cái hình ảnh phong phú, âm thanh thì cũng rất là sinh động. Và cái thứ hai nữa này là trong game thì người chơi thì được thỏa mãn cái tính tự do của mình, không phải ràng buộc bởi bất cứ một cái quy định nào
người chơi có thể hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm. Cái thứ hai nữa thì là người chơi có thể thỏa mãn được cái tưởng tượng cũng như là cái ý thích của mình. Ví dụ như là mình có thể là một siêu nhân, có thể nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, hoặc là có thể là một người anh hùng cứu một dân tộc, hoặc là cứu một cái bang hội nào đấy. Đấy có thể là thứ ba nữa thì là online game thì có một cái sức hút lớn nữa là trong các cái trò chơi ấy, thì là họ thường có cái cài đặt cái chương trình làm sao mà người chơi luôn luôn được vinh danh, được công nhận là cái trò chơi đấy là được mọi người cũng như các game thủ đấy là công nhận cái việc trình độ của cái người chơi là đạt được các cái mức độ nào thì là đều được ghi nhận đầy đủ vào trong cái chương trình chơi game đó. Cái thứ nữa thì là trong game thì là người chơi thì được sẽ trở thành những người anh hùng, và cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc tại sao mà lại là thành người anh hùng mà lại là thu hút giới trẻ. Thì giới trẻ là đang hiện nay đang hình thành cái tâm lý, hình thành cái ý thức nên là muốn được khẳng định mình, muốn được có cái mọi người công nhận. Và khi mà vào cái thế giới ảo đó thì là người chơi hoàn toàn thỏa mãn được cái yêu cầu đó, cho nên là cái trò chơi này có sức hút mạnh mẽ với giới trẻ. Và các nhà làm game là đều dày công nghiên cứu và tạo làm sao mà thu hút được các giới trẻ qua cái việc kịch bản. Các cái kịch bản đấy là người ta đều thay đổi và làm phong phú thêm cái kịch bản của trò chơi. Vâng, như vậy là có rất nhiều nguyên nhân khiến cho game rất là thu hút giới trẻ ạ. Thế còn em Quang Khải, sau khi mà em xem phóng sự vừa rồi thì em có gợi nhắc trong em điều gì không? Dạ, khi được xem qua phóng sự vừa rồi em cảm thấy nó rất là đỗi quen thuộc đối với em ạ. Bởi vì bản thân em cũng đã từng như vậy. Và hiện nay thì cái tình trạng này có thể dễ dàng bắt gặp ở rất nhiều nơi. Cái ngày mà cao điểm nhất mà em chơi game thì em chơi đến mấy tiếng và từ lúc nào đến lúc nào? Dạ, cái thời gian mà em chơi game cao điểm nhất ạ, đó là chơi đến 2 ngày liên tục. 2 ngày liên tục. Khi đấy thì em ăn uống như thế nào? Dạ, khi đó thì em ăn tại quán luôn. Ăn tại quán. Mình chơi tới 2 ngày liên tiếp, có nghĩa là mình không về nhà, mình ăn trưa, mình ăn tối, mình ngủ luôn tại quán. Tại sao bố mẹ em lại không biết điều này nhỉ? Dạ, bởi vì là cũng do cái hoàn cảnh gia đình ạ. Em thì một mình em sống ở một nhà, bố mẹ em thì ở nhà bên ngoài. Cho nên là bố mẹ em cũng không nắm được. Có thể nói là em đang ăn game, ăn ngủ game, em chơi game và em bỏ quên hết tất cả mọi thứ. Vậy thì em đã cái việc mà em chơi game như thế thì em đã bỏ học như thế nào? Em dành thời gian thì em đã bỏ học như thế nào? Dạ, khi mà em đã đam mê game quá, em đã bỏ tới 60 tiết học. Và khi đó nhà trường đã gửi giấy báo về gia đình. Và khi mà nhà trường gửi giấy báo về nhà trường thì bố mẹ mới biết? Và khi mà bố mẹ em biết ấy, thực sự là bố mẹ em rất là sốc ạ. Sau này khi mà em biết được, đã có những lúc bố mẹ phải bỏ cả ăn để đi tìm em. Và bây giờ là một câu hỏi dành cho thầy giáo Đào Quang Bình. Thưa thầy, là tại trường mình hiện nay thì có diễn ra tình trạng học sinh bỏ học chơi game không ạ? Và nếu có thì thường tập trung vào những trường hợp nào? Trung học phổ thông Văn Giang chúng tôi là một ngôi trường lớn, nằm ở khu vực phía bắc của tỉnh Hưng Yên. Thì đây là một ngôi trường mà có bề dày truyền thống về dạy và học tốt trong nhiều năm qua. Thì một số năm trước đây thì nhà trường chúng tôi cũng có một vài cái biểu hiện là học sinh của chúng tôi là bỏ học để đi chơi game. Tuy nhiên thì những năm trở lại đây thì nhà trường chúng tôi đã có nhiều cái biện pháp chấn chỉnh và cái biện pháp quản lý để mà giúp các em học sinh tránh xa được những cái tụ điểm chơi game online. Và đến hiện tại bây giờ thì chúng tôi có thể khẳng định được là nhà trường chúng tôi đã không còn có cái hiện trạng học sinh bỏ học để đi chơi game. Hay là trước đây khi có trường hợp là có những đối tượng mà bỏ học chơi game đấy thì thường là tập trung vào những đối tượng nào ạ? Trước đây thì một số năm trước đây thì một số học sinh của chúng tôi có cái biểu hiện đi chơi game thì thường là tập trung vào những cái em học sinh mà ở những cái lớp mà cái chất lượng nó cuối của nhà trường. Vâng, thì một số em có những cái biểu hiện như là bỏ học đi chơi game thì đấy là những cái em học sinh nó cá biệt của nhà trường thôi. Cái số lượng có đông không? Số lượng nó rất là hạn chế, ít đấy. Xin cảm ơn thầy ạ. Câu hỏi tiếp theo thì xin được hỏi ông Nguyễn Văn Cường là trên địa bàn tỉnh ta hiện nay thì có khoảng bao nhiêu cửa hàng Internet và có thì nó tập trung vào những cái khu vực nào ạ? Theo báo cáo mới nhất của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và của các phòng văn hóa thông tin cấp huyện và thành phố thì trên địa bàn tỉnh này có 342 đại lý Internet.
và đông nhất thì là thành phố Nghiên là có 47 đại lý, và ít nhất là Tiên Lữ và Phục Cừ thì có khoảng 22 đại lý. Về cái việc tập trung thì là như các anh chị đã biết là thường là tập trung vào các khu đông dân cư, khu có nhiều trường học, nhất là các cái trường mà từ phổ thông cơ sở trở lên. Thưa ông, là có nhiều ý kiến cho rằng là việc học sinh, sinh viên ham mê game ngày càng nhiều như hiện nay có một phần là do các cơ quan chức năng đã không thực hiện quản lý chặt chẽ vấn đề hoạt động của các cửa hàng Internet. Ông nghĩ sao về ý kiến này ạ? Chúng tôi trong các năm, từ năm 2005 khi thành lập Sở Bưu chính Viễn thông, nay là Sở Thông tin và Truyền thông, thì chúng tôi đều có các cái chương trình thanh tra kiểm tra, cũng như là phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, phối hợp với các phòng văn hóa thông tin là thường xuyên là tuyên truyền đến các cái đại lý Internet, cũng như là tuyên truyền tập huấn cho những người tham gia Internet hiểu rõ việc là mình khi tham gia vào cái cung cấp dịch vụ Internet cho khách hàng thì sẽ phải đáp ứng được các yêu cầu như thế nào. Trong các năm qua thì chúng tôi cũng thường xuyên là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm các cái trường hợp mà có vi phạm. Chúng tôi có một số, vẫn còn một số cái khó khăn. Thứ nhất là về việc ý thức chấp hành của các đại lý vẫn chưa được tốt. Thứ hai là hiện nay thì là theo quy định pháp luật thì là đã thay đổi tương đối nhiều về cái quy định của pháp luật có liên quan đến cái trò chơi trực tuyến, cũng như là liên quan đến đại lý Internet. Ví dụ như ngày xưa thì là có quy định tại thông tư 02 nên là khi trẻ em dưới 4 tuổi đến chơi thì phải có người lớn đi kèm, thì nay theo quy định mới thì cũng không cần phải có người lớn đi kèm nữa, cũng không cần phải đến đăng ký nữa, thì do đó là có cái việc mà có thay đổi như thế thì này chúng tôi cũng rất khó trong cái việc mà thực thi pháp luật. Với những quán game mà hoạt động trái giờ quy định thì có cái biện pháp xử lý như thế nào ạ? Theo quy định thì nếu mà các cái đại lý mà hoạt động ngoài giờ quy định thì là chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt. Tuy nhiên là cũng có khó khăn vì là do cái lực lượng thanh tra kiểm tra không có nhiều, mà cái ngoài giờ quy định thì theo quy định tại quyết định số 02 năm 2011 của Ủy ban tỉnh ấy, thì là cái ngoài giờ quy định là chỉ các cái đại lý Internet chỉ cung cấp dịch vụ từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm thôi. Đấy, do đó là ngoài cái giờ đấy thì là chúng tôi lại không có lực lượng để đi kiểm tra. Đấy, thì thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ làm ngoài giờ để đi kiểm tra cái hoạt động này. Thưa thầy giáo Đào Quang Bình, là để học sinh bỏ học đi chơi game thì theo thầy là có trách nhiệm nào thuộc về phía nhà trường không ạ? Theo tôi thì cái trách nhiệm của nhà trường và của giáo viên là phải cố làm sao mà tạo cho được các em học sinh một cái hàng rào mà miễn dịch được trước những cái tác hại xấu của cái quá trình toàn cầu hóa. Thì không những game mà còn rất nhiều những cái vấn đề khác về văn hóa thì nó ảnh hưởng xấu và trực tiếp tới giới trẻ của chúng ta. Tuy nhiên thì để mà làm được cái việc này thì nhà trường sẽ không thể làm hết được. Đấy. Tuy nhiên thì nhà trường phải làm một cái có cái trách nhiệm trung tâm trong cái quá trình giáo dục, phải có cái biện pháp phối kết hợp với các tổ chức xã hội và đặc biệt là với gia đình. Và các cái biện pháp đấy thì nó phải mang cái tính hệ thống và đồng bộ, nó từ trong giáo dục, từ trong gia đình rồi đến nhà trường và đến xã hội. Vâng. Nhưng mà trong khi quá trình học sinh tham gia học tại trường thì nhà trường vẫn có những quy định về giờ giấc, thì trong khi đó thì có những em học sinh mà vẫn có thể bỏ học để đi chơi game được, thì theo thầy thì vấn đề này như thế nào ạ? Dạ vâng, cái trách nhiệm quản lý hành chính thì là thuộc về nhà trường. Thì trong cái quá trình mà học sinh tới nhà trường học tập thì nhà trường phải có trách nhiệm quản lý con người, đảm bảo cái sĩ số. Thì ở tại trường chúng tôi thì nhiều năm qua thì đã làm tốt cái công việc này. Chúng tôi thường xuyên là có những cái đoàn kiểm tra đi kiểm tra sĩ số của các lớp. Và nếu như có cái hiện trạng học sinh nào bỏ học thì chúng tôi sẽ có những cái thông tin phản hồi trực tiếp tới các bậc phụ huynh, để các bậc phụ huynh sẽ là những người đi kiểm tra xem con em mình hiện tại đang ở đâu. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của thầy. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến giới trẻ ham mê game, nhưng dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì hậu quả để lại vẫn là sự sa sút về học tập, hành vi và tâm lý bị ảnh hưởng tương đối lớn từ thế giới ảo của game. Và đau lòng hơn nữa là nhiều con nghiện đã cướp của giết người để có tiền thỏa mãn nhu cầu chơi game. Và phóng sự sau đây sẽ phản ánh những hậu quả đau lòng do nghiện game mang lại trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua. Xin mời quý vị khán giả cùng các vị khách mời theo dõi phóng sự. Trên đường hỏi thăm tìm về gia đình của Nguyễn Thị Sắc,
thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Chúng tôi nhận được những câu trả lời hết sức đau lòng. Có phải cụ Sắc bị cháu giết phải không? Vụ án đã qua đi gần một năm, nhưng mọi người dân không thể nào quên được một vụ án quá động trời với vùng quê này. Khi thấy chúng tôi vào thăm lại gia đình nhà cụ, nhiều người dân tò mò đi theo. Đề tài cháu giết bà được nhiều người hưởng ứng. Sự giận dữ và đau buồn vẫn ánh lên trong mắt mỗi người vì những hành động phi nhân tình của hai đứa cháu. Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1991, gọi cụ Sắc bằng bà ngoại, cùng người em họ là Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1993, đột nhập vào nhà, nhét xẻ vào miệng bà ngoại mình, rồi ngồi lên trên giường, trói chân bà. Gây án xong, chúng móc túi, lấy đi của cụ Sắc 1 triệu đồng, một điện thoại di động Nokia và một chiếc nhẫn, rồi tẩu thoát. Hiện Nguyễn Tiến Dũng đang chịu mức án 20 năm tù giam, còn Hoàng Văn Tuấn 18 năm 2 tháng. Gần đây, không ít những vụ án nổi cộm trong cả nước là do các game thủ thiếu tiền chơi game gây ra. Điển hình như vụ cháu giết bà để lấy 20.000 đồng ở Hà Nam hồi tháng 4. Vụ án Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng và giết người dã man ở Bắc Giang. Các hung thủ này có một đặc điểm chung là máu lạnh và hành động như trong game. Thoạt nhìn, người ta cứ tưởng những trò chơi trực tuyến chỉ là giải trí cho khuây khỏa sau những giờ làm việc học tập mệt mỏi, một công cụ để xả stress có ích cho cuộc sống. Nhưng sự thật không đơn giản như thế. Với công nghệ tân tiến, bằng những giao diện hấp dẫn, các nhà làm game đã đánh vào thị hiếu người chơi bằng những trò chơi nhập vai với cảnh vật như thật. Những hoạt động bạo lực, tự do, phóng khoáng làm cho người chơi được thỏa mãn tính tò mò, cũng như được tự do, muốn làm gì thì làm, nhằm khẳng định địa vị đẳng cấp trong không gian ảo. Với không gian ấy, không còn phân biệt tội lỗi, việc giết người hay hành động thiếu văn hóa là chuyện bình thường. Từ đó, các game thủ bị cuốn hút vào vòng xoáy của những ảo ảnh, không phân biệt thực tại đời sống và thế giới ảo, học đòi và hành động theo thế giới đó. Điều này làm thay đổi tâm lý, nhân cách, biến đổi hành vi và gây ảnh hưởng xấu đến gia đình và xã hội. Thưa thầy giáo Đào Quang Bình, không phải là ai nghiện game thì cũng rơi vào con đường giết người cướp của như phóng sự vừa rồi đã đề cập. Vậy thì những học sinh thường có những thay đổi gì giống nhau khi mà nghiện game ạ? Vâng, thưa chị thì có thể nói cái vụ việc trên cái phóng sự chúng ta vừa xem thì đây là một cái vụ án hết sức đau lòng. Nó gây ra cho xã hội những cái bài toán mà đòi hỏi chúng ta cần phải giải quyết. Thì ngoài ra thì theo tôi khi học sinh nghiện game thì thường có những cái biểu hiện như là bỏ học, trốn học để có thời gian chơi game, và cũng vì là chơi game nên là các em có nhu cầu phải sử dụng đến tiền, và do vậy các em thường xuyên sẽ có hiện tượng là nói dối để xin tiền bố mẹ, và cuối cùng là các em sẽ thấy có những cái biểu hiện là sa sút nghiêm trọng về cái học lực. Và như cái phóng sự vừa đề cập tới thì đấy là cái biểu hiện coi như là cao nhất ở cái việc là các em tham gia chơi game. Vâng, xin cảm ơn thầy. Thưa anh Vũ Văn Cường, anh có bổ sung thêm gì về vấn đề này không ạ? Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với anh Bình về cái việc là khi các em tham gia chơi game thì sẽ có ảnh hưởng rất nhiều. Đấy. Tuy nhiên thì trong chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái thực tế là chơi, chúng ta phải xác định là người chơi là phải chơi như thế nào cho đủ, chứ không phải là cứ ham mê quá. Rồi như vừa rồi tôi nói đấy, là phải làm sao mà tách biệt giữa đời sống thực và đời sống ảo, nó khác nhau. Đấy, thì như thế thì sẽ hạn chế được việc mà ham mê quá đà đối với online game, cũng như là sẽ lại nói dối rồi dùng các cái biện pháp khác để có thể là qua mặt gia đình, bạn bè, thầy cô giáo để tiếp tục tham gia chơi game. Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ thì không cần phải bàn nhiều về hậu quả của việc game mang lại như thế nào. Câu hỏi đặt ra hiện nay là làm như thế nào để cho giới trẻ hiểu được việc tác hại của nghiện game và từ bỏ chúng. Sau đây thì xin được mời quý vị và các bạn cùng hướng mắt lên màn hình để theo dõi một phóng sự nói về chính một vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đã thành thông lệ, gần một năm nay, buổi tối thứ Bảy hàng tuần là một ngày vui vẻ đoàn tụ của cả gia đình ông Phạm Văn Hòa và bà Hoàng Thị Hạnh ở thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ.
Cậu con trai út Phạm Quang Khải một thời từng làm ông bà mất ăn mất ngủ vì bỏ bê học hành, ham mê chơi game, nay đã trở thành một sinh viên. Biết đến game sau một lần bạn bè rủ đi chơi võ lâm truyền kỳ, Khải bị cuốn hút theo trò chơi ảo này. Những thành tích sau khi chinh phục được một cấp nào đó đã làm Khải thỏa mãn. Khải lao vào thế giới ảo mà quên hết cuộc sống thật. Học hành sa sút, từ một cậu học sinh có thành tích học tập loại khá giỏi thành học sinh cá biệt, bỏ đến 60 tiết học trong một năm học. Nghĩa là Khải nó chơi ham đánh ngày đánh đêm luôn. Có học hành nó bỏ tất cả 60 buổi học đấy. Thế thì sự thực là tôi lên trường thì tôi cũng trách móc nhà trường một phần được các bạn ạ. Nó bỏ kỳ 1 nó bỏ mất 40 mấy buổi nhà trường mới báo. Nó là thế đi học thì chưa không đi về cơm thì ăn cơm đâu thì nó bảo là chưa nó ăn bánh mì. Thì tôi hỏi ngủ đâu thì nó bảo nó ngủ tại lớp. Đấy là nghĩa là nó nói dối. Thế còn nhà bán hàng thì tiền đấy thì nó cứ thó thì nó đánh thôi. Sau một lần vấp ngã trong kỳ thi học kỳ, nhận thấy thế giới ảo không mang lại điều gì tốt đẹp. Không những vậy, game online còn lấy mất của Khải thời gian, tuổi trẻ và lòng tin của mọi người. Vì vậy, khi nhận ra sai lầm, Khải từng bước lấy lại những gì đã mất. Khải tham gia các hoạt động xã hội như vui chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ, các phong trào tình nguyện, tránh xa các tụ điểm Internet, dành nhiều thời gian vui chơi với bạn bè và gia đình. Với quyết tâm của tuổi trẻ, Khải đã làm các bạn bè nể phục, thầy cô vui mừng, gia đình hãnh diện với thành tích đỗ 2 trường đại học và 1 trường cao đẳng. Hiện tại em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để đáp lại sự quan tâm cũng như sự tin tưởng của gia đình, cố gắng để trở thành một người có ích cho xã hội. Và chúng ta sẽ quay trở lại buổi tọa đàm ngày hôm nay với sinh viên Phạm Quang Khải. Em đã từng là một game thủ. Cái điều gì đã giúp em sau này bỏ được game? Đó là em không muốn lặp lại những cái cảnh mà bố mẹ đã phải bỏ ăn để đi tìm mình như thế. Em thấy rằng nếu mà cứ tiếp tục chơi game mãi thì không hiểu sau này em sẽ như thế nào, tương lai em sau này sẽ như thế nào. Bởi vậy em sẽ quyết tâm từ bỏ game. Thì bây giờ em đã là một người mà bỏ được game rồi thì em có lời khuyên nào cho các bạn không? Đối với những bạn đang chơi game, hiện đang chơi game thì khi xem qua các phóng sự vừa rồi thì các bạn cũng đã hiểu được phần nào những cái tác hại mà game mang lại cho chúng ta. Các bạn hiện vẫn đang còn trẻ, có rất nhiều thời gian, nhưng mà tuổi trẻ của các bạn sẽ không thể kéo dài được mãi được. Sẽ đến một lúc nào đấy các bạn sẽ không còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi vậy các bạn phải cố gắng học tập. Thưa thầy giáo Đào Quang Bình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 1387 ban hành chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh sinh viên trong giai đoạn 2011-2015 và triển khai trong đợt đầu đó là trong năm học 2011-2012. Vậy thì xin được hỏi là ở trường hiện nay thì hành động phòng chống nghiện game cho học sinh như thế nào ạ? Nhiều năm trước đây thì xung quanh nhà trường chúng tôi cũng có xuất hiện một vài cái tụ điểm chơi game online. Tuy nhiên thì nhà trường chúng tôi thì cũng đã nhận ra ngay được cái hiện tượng này và đã có ngay triển khai nhiều cái biện pháp quản lý nhằm giúp các em tránh xa được những cái tụ điểm này. Thứ nhất là nhà trường chúng tôi tổ chức tuyên truyền dưới cờ cho các em về cái tác hại của việc nghiện game online. Cái thứ hai là nhà trường chúng tôi có cái biện pháp quản lý và có những cái biện pháp thông tin thường xuyên giữa nhà trường với lại cả các bậc phụ huynh học sinh để các bậc phụ huynh sẽ có cái biện pháp quản lý về mặt thời gian giờ giấc các em đến học cũng như các khoản mà đóng góp nhà trường đều công khai với bậc phụ huynh học sinh để các em không có chuyện các em nói dối để có thể xin tiền đi chơi game. Cái thứ ba là nhà trường chúng tôi tổ chức giao cho đoàn thanh niên tổ chức được nhiều cái hoạt động vui chơi lành mạnh như là chúng tôi tổ chức giải bóng đá, rồi giải cầu lông, rồi giải điền kinh để tạo cho các em nhiều cái sân chơi lành mạnh giúp các em cuốn vào cái hoạt động giáo dục của nhà trường. Và cái thứ tư đó là nhà trường chúng tôi đẩy mạnh cái quá trình dạy và học trong nhà trường đạt cái hiệu quả cao để giúp các em không những tránh xa được cái việc tụ tập chơi game online mà giúp các em có nhiều cái kiến thức để có thể thi trong cái quá trình các em ôn tập để đi thi tốt nghiệp cũng như là thi đại học cao đẳng. Những cái biện pháp của chúng tôi là thực hiện liên tục và đồng bộ, thống nhất từ ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cũng như các bậc phụ huynh cũng như là các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như là đoàn thanh niên rồi là công đoàn nhà trường.
thì cho tới giờ thì có thể khẳng định được là trường chúng tôi đã không còn có cái hiện tượng học sinh bỏ học đi chơi game. Vâng ạ, đây là một thông tin hết sức là đáng mừng ạ. Thưa anh Nhữ Văn Cường, một câu hỏi tiếp theo xin được dành cho anh là theo anh thì các cơ quan chức năng cần có những giải pháp cụ thể nào để giảm thiểu tình trạng nghiện game của giới trẻ ạ? Tôi nghĩ là phải có cái giải pháp đồng bộ, cũng như cái quyết tâm thực hiện đồng bộ từ tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể và kể cả gia đình và chính bản thân của người chơi game. Về phía Sở Thông tin và Truyền thông thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường chỉ đạo các phòng văn hóa thông tin, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sẽ tăng cường công tác quản lý game online, cũng như là yêu cầu các doanh nghiệp là nghiêm chỉnh chấp hành cái quy định yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông về ngắt đường truyền đối với cái các cái đại lý internet. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm mà đối với các trường hợp là các đại lý internet và người chơi game vi phạm các quy định theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, ví dụ như là các cơ quan báo đài để tuyên truyền về cái công tác mà thanh tra kiểm tra và tuyên truyền về những quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý đại lý internet và quản lý về trò chơi trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ đề nghị các cái tầng lớp nhân dân cùng tham gia đóng góp ý kiến và có các kiến nghị phản ánh để chúng tôi có thể nắm bắt được nhanh hơn, cụ thể hơn đối với các trường hợp. Ví dụ như là cái khó khăn của tôi là kiểm tra, thanh tra kiểm tra ngoài giờ hành chính thì tôi cũng khó khăn, thì khi mà có ý kiến của tham gia của nhân dân, của mọi người thì chúng tôi sẽ cùng tham gia phối hợp giải quyết. Cũng đề nghị các tổ chức đoàn thể sẽ tăng cường các cái chương trình hoạt động ngoại khóa, xây dựng các cái sân chơi lành mạnh cho các em, ví dụ như là các nhà thiếu nhi, hoặc là các cái xây dựng các cái chương trình hoạt động ngoại khóa cho các em để các em có thể là ấy, ngoài ví dụ như các cái học kỳ quân đội, ví dụ như đoàn thanh niên họ làm ấy, học kỳ quân đội hoặc là một số cái hoạt động ngoại khóa khác để làm sao thu hút được các em là không ham mê vào cái trò chơi ảo. Thì cuối cùng thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta chung tay thực hiện và cùng phối hợp đồng bộ và từ trên trung ương đến địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình và bản thân người chơi, thì có thể sẽ lôi được các em từ thế giới ảo ra ngoài đời thực. Ngoài đời thực có rất nhiều cái cuộc sống này, có rất nhiều cái tốt đẹp hơn trong thế giới ảo nhiều. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ rất bổ ích. Thưa thầy giáo Đào Quang Bình, là một thầy giáo hơn nữa lại là một người hoạt động trong lĩnh vực đoàn, thì thầy giáo có góp thêm ý kiến gì về vấn đề này không ạ? Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của anh Cường về cái việc làm thế nào để giúp các em tránh được những cái tụ điểm chơi game online và kéo cái người chơi trở lại với đời sống thực. Vâng, theo tôi thì với một cương vị là bí thư đoàn trường thì tôi nghĩ là phải tổ chức tốt nhiều cái hoạt động ngoại khóa, như là tạo ra các sân chơi lành mạnh và giúp các em có những cái trải nghiệm sân chơi lành mạnh để mà giúp các em vượt qua được những cái cám dỗ của những cái trò chơi mạng trực tuyến. Vâng. Thầy giáo có một lời nhắn gửi nào đến đối với các bậc phụ huynh không ạ? Đối với các bậc phụ huynh thì theo tôi là các bậc phụ huynh cần phải có cái liên hệ thường xuyên, đặc biệt với giáo viên chủ nhiệm, để mà có được cái lịch học cũng như là cụ thể hóa rõ ràng những cái con số mà cần phải đóng góp, thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng học sinh đi học mà bỏ học để đi chơi game. Vâng, cảm ơn thầy. Thưa quý vị và các bạn, với thời lượng có hạn của chương trình thì chắc hẳn còn nhiều vấn đề liên quan tới giới trẻ và game chưa được đề cập tới trong chương trình ngày hôm nay. Song những người làm chương trình chúng tôi mong muốn rằng sẽ góp được thêm một góc nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về vấn đề này, đặc biệt là về vai trò của các cơ quan chức năng, gia đình và nhà trường để giúp giới trẻ nhận biết được hậu quả và tránh nghiện game. Thay mặt những người làm chương trình thì xin cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các vị khách mời. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.